Rồi tiếp tục bữa nay mình sửa Cambridge English IELTS Test for Reading Passage 1, học về Land of Rising Sun, đất nước của toàn bộ đang tăng hoặc là tổng số đang gia tăng ha, mình học về nước Nhật ha các bạn. Rồi mình dạo qua các câu hỏi ha. Ok, đầu tiên từ câu số 1 đến câu số 5 là dạng heading matching. Trong đó cái đoạn A người ta đã chọn cái 4 là mã rồi, vậy mình đánh dấu vô ha. Rồi mình tiếp tục qua từ câu số 6 cho đến câu số 9 là yes no not given. Còn ở đây là câu số, còn lại 4 câu, câu số 10, 11, 12, 13 là multiple choice. Ok, rồi mình qua mình đọc qua đoạn 1 thôi, đoạn A ha. Japan have a significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales. Last sample international comparison of pupil attainment since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better score of average attainment, but there were also a large proportion of low attainers in England, where incidentally the variation in attainment score were much greater. The percentage of gross national product spent on education is reasonably similar in the two countries. So how it is higher and more consistent attainment in math achieved? Nhật Bản thì nó có một cái thành tích tốt hơn đáng kể về mặt đạt được thành tích toán học trung bình so với Anh và Wales. Về so sánh của quy mô quốc tế với cái tỷ lệ lớn về những cái thành tích của học sinh kể từ năm 1960 thì cho thấy rằng không chỉ học sinh của Nhật ở cái lứa tuổi 13 thì có cái thành tích tốt hơn về cái điểm số trung bình, mà nó cũng có một cái tỷ lệ lớn hơn so với những cái thành tích thấp hơn so với Anh. Nơi mà tình cờ thì cái sự thay đổi về cái thành tích mà đạt được thì nó lại lớn hơn nhiều. Cái phần trăm của cái sản phẩm, tổng sản phẩm quốc gia chi trả cho giáo dục thì nó khá là giống nhau ở cả hai quốc gia. Như vậy bằng cách nào mà cái việc đạt được thành tích về môn toán lại liên tục và cao hơn đến như vậy? Rồi vậy cái đoạn này nó sẽ giúp mình trả lời được câu số 6 và câu số 7 ha. Mình qua đây câu số 6, người ta nói there is a wider range of achievement among English people studying math than among their Japanese counterpart. Counterpart này tương đương với people ở đây nè các bạn. Tức là có một cái sự wider range of achievement là cái sự biến động, một cái giải mà thành tựu đạt được rộng hơn giữa cái học sinh của Anh học về toán so với học sinh của Nhật mà học về toán. Như vậy đáp án của mình sẽ là yes các bạn. Nó nằm ở ngay chỗ này. Ok, mình qua bên đây. Nó nằm ở cái khúc là người ta nói nè, mặc dù cái lứa tuổi học sinh mà của Nhật ở vào tuổi số 13 tuổi á thì đạt được cái thành tích trung bình cao hơn, nhưng mà cũng có cái gì đó các bạn, cái tỷ lệ thấp hơn, đạt được thấp hơn ở tại Anh. Rồi người ta mới giải thích Anh là gì? Where, nơi mà tình cờ thì nó có một cái the variation in attainment score were much greater, tức là cái sự biến động trong cái điểm số mà đạt được thì nó rộng hơn, nó much greater, rộng hơn so với ai? So với Nhật á. Vậy thì câu số 6 của mình nó sẽ là yes ha. Ok, rồi tiếp tục mình qua câu số 7. Bên câu số 7 người ta hỏi gì, mình đánh vô. The percentage of gross national product spent on education generally reflect the level of attainment in mathematics. Tức là cái phần trăm mà của sản phẩm quốc gia, tổng sản phẩm quốc gia chi trả cho giáo dục, nhìn chung thì nó sẽ phản ảnh cái mức độ hoặc là cái trình độ mà đạt được về toán học. Thì cái này nó bị sai ha các bạn. Ở đây cái dòng cuối cùng của mình hay nó nói là mặc dù cái phần trăm mà chi trả the percentage of gross national product chi trả về giáo dục của hai quốc gia này tương đối là similar, tức là giống nhau giữa hai quốc gia này, nhưng mà bằng cách nào mà cái thành tích mà đạt được về toán á, thì nó lại cao hơn và nó ổn định hơn, tức là hàng Nhật nó đạt được cao hơn so với Anh. Vậy câu số 7 của mình nó sẽ bị sai, ngay cả cái này người ta còn đang thắc mắc how mà. Ok, vậy câu số 7 này mình đánh vô là no ha. Rồi mình tiếp tục qua đoạn 2. Đoạn B chứ. Lower secondary school in Japan covered three
school year, from the 7th grade at 13 to 9th grade at 15. Virtually, on pupils admitted to the 10th state school, only 3% are in the private sector. Schools are usually modern in design, set well back from the road, turned spacious inside. Classroom at last, and people sit at single desk in group. Lesson lasts for a standardized 15 minutes, and are always followed by a 10-minute break, which gives the people a chance to let up steam. Teacher begin with formal address and mutual bowing, and then concentrate on the whole class teaching. Các cái trường trung học phổ thông ở Nhật thì nó gồm có 3 năm, từ lớp 7 tức là 13 tuổi cho đến lớp 9 15 tuổi. Hầu như tất cả học sinh ở cái giai đoạn này thì đều học trường của nhà nước. Chỉ có 3% thì học ở cái trường tư. Trường học thì thường được thiết kế rất là hiện đại và nó được đặt xa khỏi những cái con đường, và bên trong thì rất là rộng rãi. Lớp học thì rộng và học sinh thì ngồi theo những cái bàn đơn ở theo hàng. Bài học thì tiêu chuẩn bắt đầu khoảng 50 phút và luôn theo sau bởi 10 phút nghỉ giải lao, mà nó cho học sinh một cái cơ hội để xả hơi ha, let off steam. Rồi teacher bắt đầu với một cái màn chào hỏi và cúi đầu chào nhau, xưng hô và chào hỏi, và rồi tập trung vào toàn bộ cái việc giảng dạy cho lớp. Classes at last, usually about 40 and are on stream. People stay in the same class for all lessons throughout the school and develop considerable class identity and loyalty. Pupils attend the school in their own neighborhood, which in theory removes ranking by school. In practice in Tokyo, because of relative concentration of school, there's some competition to get into the better school in a particular area. Lớp học thì rộng và thường có khoảng 40 học sinh và không được phân luồng. Học sinh thì ngồi ở cùng một lớp học cho tất cả các bài học trong toàn trường và phát triển cái lòng trung thành và bản sắc một cách đáng kể tại lớp. Học sinh thì đi đến trường ở tại khu vực, gần cái khu vực mà họ sống. Về lý thuyết thì đã bỏ cái việc phân loại xếp hạng trường, nhưng thực tế ở Tokyo thì bởi vì có cái sự tập trung tương đối cao của các cái trường, cho nên cũng có một vài cái sự cạnh tranh để đi vào cái trường tốt hơn ở một cái khu vực hoặc là lĩnh vực đặc biệt nào đó. Như vậy nguyên cái đoạn B này nè các bạn, mình nhìn chung mình sẽ chọn được cái tiêu đề của nó ha. Nó là 7 La Mã Background to Middle Year Education in Japan, tức là cái bối cảnh về cái giáo dục mà Middle Years in Japan, tức là ở tại cái cấp mà cơ sở ở Nhật ha các bạn. Rồi mình sẽ đánh vô đoạn câu số 1, đoạn B mình chọn tiêu đề của nó là 7 La Mã. Ok. Rồi mình nó nằm ở ngay chỗ, đúng ra ngay chỗ cái dòng đầu này nè. Nếu mà các bạn đọc được cái tiêu đề của một cái dòng đầu này thôi thì mình đã chọn, có thể nhanh mình chọn được rồi. Nhưng mà lướt qua mình học cho nên các bạn đọc hết để hiểu bài ha. Tại vì ngay cái dòng đầu Lower Secondary School in Japan covered 3-year school, tức là cái trường mà phổ thông cơ sở ở Nhật nè, thì gồm 3 năm. Rồi từ cái lớp 7 tức là tuổi 13 cho đến lớp 9 tuổi 15. Đó là câu tiêu đề của nguyên cái đoạn B này. Nhanh các bạn cũng có thể chọn được. Rồi mình qua tiếp đoạn C ha. Traditional way of teaching from the basic of the lesson and remarkably quiet classes take their own note of the point, make the example demonstrated. Everyone has their own copy of the textbooks supplied by the Central Education Authority, Monbusho. As a part of concept of free compulsory education up to the age of 15, the textbooks are on the whole small, reasonably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. One teacher was particularly keen to introduce color and picture into math textbooks. He felt it would make them more accessible to people brought up in the cartoon culture. Besides approving textbooks, Monbusho also designed the highly centralized national curriculum and how it is to be delivered. Hình thức giảng dạy theo những cái cách truyền thống, từ những cái cơ bản của bài học và những cái lớp học khá là yên tĩnh thì làm cho họ có thể ghi chú những cái điểm mà được nêu ra và những cái ví dụ mà được minh họa hoặc là thể hiện trong lớp. Mọi người thì có một cái bảng sao
hoặc là bản copy của cái sách giáo khoa được cung cấp bởi cái cơ quan giáo dục trung ương gọi là Monbusso, như là một phần của cái khái niệm về giáo dục bắt buộc miễn phí cho đến tuổi thứ 15. Những cái bộ sách giáo khoa này thì nói chung nó nhỏ và tương đối là không có đắt tiền để sản xuất, nhưng mà được sắp xếp rất là hợp, rất là tốt và phát triển một cách rất là logic, tức là hợp lý. Một cái giáo viên thì đặc biệt thích cái việc mà đưa màu sắc cũng như hình ảnh vào trong sách giáo khoa toán. Ông ấy cảm thấy rằng cái điều này sẽ làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận đối với học sinh hơn và mang đến cho chúng, mang đến từ cái nền văn hóa mà phim hoạt hình. Bên cạnh cái việc phê duyệt sách giáo khoa thì Monbusso đồng thời cũng quyết định cái chương trình học và bằng cách nào thì chúng sẽ được thực hiện. Như vậy nguyên cái đoạn này mình sẽ thấy nổi lên cái từ khóa của mình ở đây là Monbusso ha, và nó cũng là giúp mình trả lời được câu số 2. Mình chọn được cái tiêu đề của cái đoạn C này, nó là một la mã cái sự tầm ảnh hưởng của Monbusso ha. Nó nằm ở cái câu cuối cùng là các bạn. Mình đánh vô đây trước một la mã ha. Cái việc thứ nhất là Monbusso này là cái cơ quan mà cung cấp sách giáo khoa. Thứ hai là dòng cuối cùng là Monbusso đồng thời, ngoài cái việc mà approve tức là phê duyệt cái sách giáo khoa thì Monbusso cũng quyết định là cái chương trình học và bằng cách nào để học luôn. Rồi nói về cái tiếp tục là sách giáo khoa textbook thì mình sẽ trả lời được bên đây là câu số 10. Bên câu số 10 ta hỏi là cái sách giáo khoa toán ở Nhật á, thì nó làm sao? Math textbook in Japan school are cheap for people to buy, là bị sai ha, rẻ cho học sinh để mua. Ở bên Nhật thì sách giáo khoa được phát miễn phí ha các bạn. Còn B, well organized and adapted to the needs of people. Mình chọn cái đáp án nó là B ha. Ok. Rồi còn C là written to be used in conjunction with TV program, là được viết phù hợp với hoặc là liên kết với một cái chương trình TV, thì cái ý này không có nói trong bài. Not very popular with many Japanese teachers. Cái ý này cũng không có nói, tức là không có phổ biến với nhiều giáo viên ở Nhật, không có nói. Mà chỉ về giáo viên thì có nói nêu lên là có một ông giáo viên ông quan tâm và ông thích đưa cái màu sắc vào trong sách giáo khoa toán thôi. Chứ còn không có nói là cái sách giáo khoa toán thì nó không có phổ biến đối với giáo viên, là không có ý đó. Rồi ok, mình qua đoạn D ha, đoạn cuối cùng của cái trang 89 này. Lessons on follow the same pattern. At the beginning, the pupil puts solution to the homework on the board. Then the teacher comment, correct or elaborate as necessary. Pupil mark their own homework. This is an important principle in Japanese schooling, as it enables pupils to see where and why they make mistakes, so that this can be avoided in the future. No one mind mistake or ignorance as long as you are prepared to learn from them. Tất cả những bài học thì nó theo cùng một cái mẫu. Ban đầu thì học sinh sẽ đưa ra giải pháp đối với bài tập về nhà lên bảng, và rồi giáo viên nhận xét, sửa chữa và giải thích một cách tỉ mỉ nếu cần thiết. Học sinh thì tự chấm điểm bài tập về nhà của mình. Đây là một cái nguyên tắc quan trọng trong cái việc giáo dục tại Nhật, bởi vì nó cho phép học sinh nhìn thấy cái chỗ nào và tại sao mà những cái lỗi này, đây make mistake tức là họ gây ra cái lỗi, và vì vậy có thể tránh được ở trong tương lai. Không có ai quan tâm đến những cái lỗi này hoặc là bỏ qua chúng, miễn là bạn phải chuẩn bị để học hỏi từ chúng. Như vậy cái khúc này nó sẽ giúp mình trả lời được cho bên đây câu số 9. Câu số 9 người ta nói là giáo viên thì chấm cái bài tập về nhà ở trường học Nhật, nó bị sai các bạn. Đáp án của mình nó sẽ là no. Mà là ai là người chấm điểm bài tập về nhà? Học sinh mới tự chấm cái bài tập về nhà, chấm điểm bài tập về nhà. Và người ta còn nhấn mạnh đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng ở tại cái Japanese schooling này ha. Ok, rồi mình qua trang, mình đọc tiếp một phần nữa câu đoạn D bên đây. After the homework has been discussed, the teacher explains the topic of the lesson slowly and with a lot of repetition and elaboration. Examples are demonstrated on the board. Questions from the textbooks are worked through first with the class, and then the class is set questions from the textbook to do individually. Only rarely are supplementary worksheets distributed in the math class. The impression is that the logical nature of the textbook
and their comprehensive coverage of different types of examples, combined with the relative homogeneity of the class, rendered worksheet unnecessary. At this point, the teacher would circulate and make sure that all the pupils are copying well. Sau khi cái bài tập về nhà được thảo luận thì giáo viên sẽ giải thích cái đề tài của bài học một cách chậm rãi với rất là nhiều cái sự tỉ mỉ và cái sự lặp lại nhiều lần. Các cái ví dụ thì được minh họa trên bảng, các cái câu hỏi từ sách giáo khoa thì sẽ được thảo luận hoặc là bàn bạc đầu tiên ở trong lớp, và rồi lớp sẽ được đặt ra các cái câu hỏi từ sách giáo khoa để có thể tự giải quyết, tức là do individually, tức là làm một cách cá nhân. Chỉ hiếm khi là các cái bài tập hoặc là cái phiếu bài tập mà phụ bổ sung thì được phát ra ở trong lớp học toán. Ấn tượng của là cái bản chất logic, tức là bản chất hợp lý của sách giáo khoa, và cái sự bao phủ nhiều cái loại ví dụ khác nhau kết hợp với cái tính đồng nhất một cách tương đối của lớp, thì cái việc mà nộp lại những cái tờ giấy mà làm bài là không cần thiết. Vào thời điểm này thì giáo viên có thể luân chuyển và đảm bảo rằng tất cả các học sinh thì có thể copying well, tức là đối phó với cái bài tập này nó rất là tốt các bạn. Như vậy cái khúc này nó sẽ giúp mình trả lời được câu 11, tức là bên phía câu 11 người ta hỏi là mỗi khi mà có một cái bài tập về nhà, bài tập mới á, when a new math topic is introduced, tức là có một cái bài tập toán hoặc là đề tài toán mới mà được giới thiệu thì sao? Đáp án của mình sẽ là câu C ha. Is it carefully and patiently explained to the student? Tức là nó sẽ được giải thích một cách rất là kiên nhẫn và cẩn thận cho học sinh. Ở đây nó thể hiện ở ngay cái dòng đầu của mình nè. Là khi mà có cái bài tập về nhà mới á, thì đầu tiên công việc sẽ diễn ra là gì? Giáo viên sẽ giải thích cái đề tài nè các bạn ha, của cái bài học một cách chậm rãi với nhiều sự lặp lại, và elaboration là cái sự tỉ mỉ. Ok, ngay chỗ này. Còn các cái đáp án khác thì nó sẽ không hợp lý. Mình sẽ đọc mình loại ha. Ngay cho nên mình đánh dấu trước cái đoạn câu 11. Còn bên đây nè, cái student answer question on the board là sai, mà ở trên bảng lúc đó sẽ là đưa ra cái gì, các cái ví dụ minh họa example ha, demonstrated on the board, không phải là cái câu hỏi đưa ra ha. Còn student reply entirely on the textbooks là không phải, mà học sinh sẽ tự sau khi trả lời xong thì tự đặt câu hỏi từ sách giáo khoa luôn. Còn it's usually for student to use actual worksheet, thì cái chuyện mà nộp lại hoặc là thêm cái phân phát cái bài cái này là không cần thiết, cái render việc nộp lại là không cần thiết. Rồi hiếm khi, ngay chỗ này người ta nói hiếm khi supplementary worksheet distributed. Như vậy cái ý, các cái ý đó bị sai. Và sau khi mà mình đọc hết hoàn toàn bộ cái đoạn D á, thì mình có thể chọn được cái tiêu đề của nó bên đây các bạn. Tiêu đề của đoạn D lúc đó nó sẽ là năm la bả ha, là một cái typical format of math lesson, là một cái mẫu mà điển hình, cái kiểu format là định dạng điển hình của một cái giờ học toán. Ok, vậy mình sẽ đánh dấu năm la mã cho mình là qua đoạn D ha, ngay chỗ này. Đúng lý ra hồi nãy thì ngay chỗ dòng đầu bạn nào nhanh á thì mình có thể chọn được ngay, nhưng mà do cẩn thận nên mình có phải đọc hết để mình chọn thì nó sẽ chắc ăn hơn. Vì ngay chỗ này nó sẽ trả lời được cho mình là câu số 3. Rồi ok, mình qua tiếp đoạn E ha. The remarkable that large mix of ability classes could be kept together format throughout all the compulsory schooling from 6 to 15. Teachers say that they give individual help at the end of the lessons or after school, setting actual work if necessary. In observed lessons, any traveler would be assisted by the teacher or quietly seek help from their neighbor. Carefully foster class identity makes people keen to help each other anyway. It is in their interest to see the class processes together. Đáng chú ý là trong những cái lớp học lớn và có nhiều cái khả năng khác nhau được giữ để học toán cùng với nhau trong suốt những cái giờ học mà phổ thông bắt buộc từ 6 đến 15 tuổi. Giáo viên thì nói rằng họ sẵn sàng đưa ra cái sự giúp đỡ cá nhân vào cuối mỗi tiết học hoặc là sau giờ học, và việc mà đưa thêm cái bài tập
thêm nếu cần thiết. Trong những cái bài học mà được quan sát, tức là trong những cái lớp học mà được quan sát, thì bất kỳ cái người mà gặp khó khăn nào thì cũng có thể tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ giáo viên, hoặc là lặng lẽ tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ their neighbor, ở đây là những cái người hàng xóm, tức là những cái bạn mà ngồi gần á. Những cái bản sắc của lớp học mà được nuôi dưỡng một cách cẩn thận như vậy thì làm cho học sinh thích thú với cái việc giúp đỡ những cái bạn khác. Dù sao đi nữa thì cái sự quan tâm cũng đặt cho họ cái sự quan tâm, bởi vì lớp học sẽ cùng nhau phát triển. Như vậy cái khúc ở bên trên này nó sẽ giúp mình chọn được tiêu đề của cái đoạn E này các bạn. Tiêu đề của đoạn E của mình qua nó chính là hai la mã ha, là helping less successful student, tức là cái việc mà giúp đỡ những cái học sinh mà nó ít có thành công hơn, tức là gặp khó khăn á, thì mình sẽ chọn tiêu đề của đoạn E là hai la mã. Nó nằm ở ngay chỗ này nè các bạn. Rõ ràng là giáo viên sẵn sàng đưa ra cái sự giúp đỡ vào cuối giờ học hoặc cuối buổi học ha. Rồi đồng thời là những cái người mà gặp khó khăn đó thì sao, có thể tìm sự tìm kiếm bởi giáo viên nè, hoặc là lặng lẽ tự tự tìm cái sự giúp đỡ của mình bởi những cái bạn bè mà ngồi gần. Rồi tiếp theo đoạn kế tiếp. This clearly seems adequate help to enable slow learners to keep up. However, the challenging attitude toward education turns along the line of if you work hard enough, you can do almost anything. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with class, sending them to Yoku, private evening tuition, private evening tuition, if it's to have a needed and encouraging them to work harder. It seems to work at least for 95% of the school population. Cái điều này thì dường như không đủ để có thể giúp những cái người mà chậm theo kịp. Tuy nhiên thì thái độ của người Nhật đối với cái việc giáo dục là nếu mà bạn làm việc đủ chăm chỉ thì bạn có thể làm thực hiện hầu như mọi thứ. Cha mẹ thì được thông báo chặt chẽ cái tiến độ học tập của con cái và đóng cái góp phần vào cái việc giúp con cái của họ theo kịp lớp, gửi họ, tức là gửi con cái đến Yoku, tức là cái trung tâm mà dạy thêm vào buổi tối nếu như mà cái sự giúp đỡ thêm là cần thiết, và khuyến khích chúng làm việc chăm chỉ hơn. Cái điều này nó cũng dường như là hiệu quả, ít nhất là với 95% của học sinh của nước Nhật ha. Như vậy ngay cái khúc này nó sẽ giúp mình trả lời được câu 12. Bên câu 12 bên đây là how do school deal with student who experience difficulty, tức là bằng cách nào mà trường học đối phó với những cái sinh viên, những cái người mà gặp khó khăn. Thì đáp án của mình sẽ là A ha các bạn. Tức là họ sẽ làm sao? They are given appropriate supplementary tuition, tức là họ sẽ được cung cấp cái sự dạy thêm mà thích hợp hoặc là hợp lý ha, tức là gửi đến Yoku, là cái trung tâm dạy thêm vào buổi tối. Còn câu B, they are encouraged to copy from there from other people, là không có ha, tức là bọn họ được khuyến khích để copy, sao chép từ những cái sinh viên khác, không có nói. They are forced to explain their slow progress, tức là họ bắt buộc phải giải thích cái quá trình mà chậm của mình, đã chậm mà còn bị bắt buộc giải thích nữa thì không có nói trong bài. They are placed in a mixability class, tức là họ bị đặt vào những cái lớp học mà bị có nhiều, bao gồm nhiều cái khả năng hoặc là nhiều trình độ, thì cái việc này nó không phải là để tất cả sinh viên đều ở trong cái mixability class, chứ không phải chỉ có những cái người mà sinh viên mà bị gặp khó khăn không ha. Cái này là ngay từ cái đoạn trên này, là mình là lớp học thì nó sẽ bao gồm mixability class, chứ không phải chỉ riêng mấy cái học sinh gặp khó khăn. Như vậy nó thể hiện ở ngay chỗ này, cha mẹ được thông báo đầy đủ, rồi đồng thời là có thể gửi con đến Yoku, tức là trung tâm dạy thêm vào buổi tối nếu mà cần thiết, và điều này có vẻ hiệu quả đến đối với 95% dân số của sinh trường học, tức là những cái 95% sinh viên của Nhật ha. Rồi ok, mình qua đoạn cuối cùng, đoạn F. So what are the major contributing factors in the success of math teaching? Clearly, attitude are important. Education is valued greatly in Japanese culture. Math is recognized as an important compulsory subject throughout schooling, and the emphasis is on hard work,
coupled with a focus on accuracy. Other relevant points relate to the supportive attitude of a class towards lower pupils, the lack of competition within a class, and positive emphasis on learning for oneself and improving one's standard, and the view of repeatedly boring lessons and learning the facts by heart, which is sometimes quoted in relation to Japanese classes, may be unfair and unjustified. No poor math lessons were observed. They are mainly good, or one or two were inspirational. Như vậy thì những cái yếu tố nào mà đóng góp chính trong cái việc thành công của dạy toán là gì? Rõ ràng thái độ thì rất là quan trọng. Cái việc giáo dục thì được đánh giá cao trong cái văn hóa của Nhật. Toán thì được ghi nhận như là một cái môn bắt buộc quan trọng trong suốt quá trình học ở trường. Và cái việc nhấn mạnh vào cái việc lao động vất vả, làm việc chăm chỉ cùng với cái việc tập trung vào cái sự chính xác. Những cái quan điểm liên quan khác, liên quan đến cái thái độ hỗ trợ trong lớp học đối với những cái học sinh mà kém hơn, chậm hơn hoặc là thiếu cái tính mà cạnh tranh ở trong lớp, cũng như là cái việc nhấn mạnh tích cực về cái việc tự học thì cũng cải thiện cái tiêu chuẩn của chính họ. Và cái quan điểm là những cái bài học mà chán mà được lặp đi lặp lại và cái việc học thuộc lòng thì thỉnh thoảng cũng được nêu ra, nhưng mà nó liên quan đến những cái lớp học tiếng Nhật có thể là không công bằng và chính đáng. Nhưng mà không có cái bài học toán kém nào thì được ghi nhận, và họ thì chủ yếu là tốt ha, và còn có một hoặc là hai bài thì thậm chí là còn rất là truyền cảm hứng. Như vậy cả cái đoạn ép này nè các bạn, thì nó sẽ giúp mình trả lời được cái tiêu đề của câu số 5 của đoạn ép. Mình sẽ chọn nó là 8 la mã, the key to Japanese success in math education ha các bạn. Cái yếu tố chính trong cái việc thành công của giáo dục toán của Nhật. Ok, rồi mình đánh vô cái đoạn ép này chính là 8 la mã ha. Cái yếu tố đó chính là thái độ các bạn. Chỗ này mới vô thì người ta đặt câu hỏi là cái gì, những cái yếu tố nào thì đóng góp vào cái việc thành công của dạy toán, thì rõ ràng đó là attitude are important ha. Ngoài những cái khác nữa, nhưng mà cái thái độ là quan trọng nhất. Còn những cái câu còn lại thì cái tiêu đề còn lại mình đọc thử, nó không liên quan. Ví dụ như success of compulsory education là thành công của cái việc giáo dục mà bắt buộc thì cũng không phải. Comparative expenditure on math education, tức là cái chi phí mà mang cái tính so sánh, tức là tương quan của cái việc giáo dục toán cũng không có dính ha. Joy of homework correction, tức là cái vai trò của việc sửa chữa bài tập về nhà cũng không phải. Rồi còn một cái câu 13 bên đây nè các bạn, thì người ta hỏi là why do Japanese students tend to achieve relatively high rate of success in math? Tại sao mà học sinh của Nhật thì có khuynh hướng đạt được cái tỷ lệ cao tương đối của cái thành công trong cái môn toán? Mình sẽ chọn đáp án của mình là C ha. Much effort is made and correct answer are emphasized. Tức là nhiều cái sự nỗ lực thì được thực hiện, và những cái câu trả lời mà đúng thì được nhấn mạnh ở chỗ này. Rồi mình đánh dấu vô trước cái đã. Nó nằm ở những cái ba cái tiếp theo nè. Thứ nhất là giáo dục thì được đánh giá cao ở trong văn hóa Nhật ha. Rồi môn toán thì được coi như là một cái môn học bắt buộc trong suốt cái việc học ở trường, và cái việc nhấn mạnh vào cái sự làm việc chăm chỉ đó, cùng với focus on accuracy. Như vậy cái chỗ này nó trả lời được cho mình câu 13 ha. Còn các cái A, is it compulsory subject in Japan, thì nó không phải là cái mà làm cho sinh viên Nhật có cái khuynh hướng mà thành công, tỷ lệ thành công tương đối cao ở trong cái môn toán. Giáo dục bắt buộc là đúng rồi, nhưng nó không phải là yếu tố chính. They are used to working with help from others. Họ thì quen với cái việc làm việc mà không có cái sự giúp đỡ từ người khác cũng không phải ha. Họ giúp nhau rất là nhiều, từ giáo viên cho đến những cái bạn bè trong lớp luôn. They strong emphasis on repetitive learning, tức là có một cái sự nhấn mạnh về cái việc học mà lặp lại. Cái việc học lặp lại này nè, thì nó ở đâu các bạn? Nó ở lớp học tiếng Nhật á, chứ không phải ở lớp học toán ha. Nó nằm ngay chỗ này. Japanese classes thì nó mới có thỉnh thoảng là nêu ra cái vai trò của cái việc mà lặp lại, mà một cách nhàm chán nữa. Về cái quan điểm nó repetitive boring lesson nè, unlearning the fact by heart, và học thuộc lòng luôn, thì nó ở lớp học tiếng Nhật chứ không phải lớp học toán.
Rồi như vậy sau khi mình trả lời xong hết thì hồi nãy đáng lý ra đó là sau khi mà mình trả lời cái câu số 9, bởi vì cái dạng bài yes no not given thì thông tin nó sẽ xuất hiện theo thứ tự. Đáng lẽ sau cái câu số 9 mình có thể sẽ trả lời câu số 8 được rồi. Nhưng mà do mình cẩn thận thì mình sẽ đọc hết bài. Thì mình sẽ thấy cái thông tin private school in Japan are more modern and special than state run lower secondary school. Thì nó không có nói gì hết. Tức là những cái trường học tư nhân ở Nhật thì nó hiện đại hơn, rộng rãi hơn so với những cái trường cấp 2 mà do state run là chính phủ điều hành ha. Ok, thì cái này, thông tin này nó không có nói. Như vậy mình sẽ đánh dấu vô câu số 8 của mình. Đó là not given ha. Ok. Rồi, như vậy mình vừa mới làm xong passage 1 của test 4 came at ha các bạn.